Queen of Tears, Nữ hoàng nước mắt là bộ phim gây sốt khắp toàn cầu đối với các mọc phim Hàn thời gian qua. Nội dung phim được cho là lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân của công chúa Samsung Lee Bu-jin. Chuyện phim xoay quanh Park Hyun-goo, Kim So-yoon và Hong Hae-in, Kim Ji-won, hai con người đến từ hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Hyun-goo xuất thân từ một vùng thôn quê thanh bình, hoàn cảnh gia đình không quá khá giả nhưng cũng không quá nghèo khó. Nhờ thông minh và chăm chỉ, anh có thể vào được trường đại học thuộc top đầu cả nước, sau đó đến làm việc ở một trong những tập đoàn giàu có quyền lực nhất Hàn Quốc. Trong khi đó, Hae-in là con gái của một gia đình tài phiệt, được hưởng nền giáo dục tốt nhất, chưa từng thiếu thốn gì về vật chất. Không chỉ gia cảnh mà đến tính cách của họ cũng có nhiều điểm khác biệt. Hyun-goo thật thà có phần cảm tính, còn Hae-in cao ngạo, lạnh lùng, lý tính. Cuộc hôn nhân của họ xuất phát từ tình yêu, nhưng chỉ sau 3 năm, tình yêu phai nhạt dần, nhường chỗ cho sự chán ghét, cho những mâu thuẫn, cãi vã. Với nội dung hấp dẫn như vậy, không khó hiểu nếu tác phẩm đình đám này được phía Việt Nam mua bản quyền và tiến hành remake. Mới đây, thông tin về dàn ứng viên cho Nữ hoàng nước mắt bản Việt đã tạo đề tài thảo luận khắp các diễn đàn hội nhóm yêu phim ảnh với mức độ quan tâm rất cao. Nhiều cái tên, nhiều ý kiến trái chiều được cư dân mạng đưa ra mổ xẻ và phân tích rôm rã. Nữ chính gọi tên ai? Hae-in mặc dù xuất thân danh giá nhưng cũng có nỗi khổ của riêng mình. Cô bị mẹ ghét bỏ vì cho rằng cô là nguyên nhân khiến anh trai bị tai nạn liên quan đến nước. Giữa một xã hội trọng nam khinh nữ, Hae-in đã phải nỗ lực hết mình để được ông nội tin tưởng và giao tập đoàn cho cô. Sau khi hai vợ chồng sảy thai đứa con đầu lòng, Hae-in không chia sẻ nỗi đau cùng chồng mà lựa chọn im lặng và dần xa cách với chồng. Với vai Hae-in của Kim Ji-won, cư dân mạng bình chọn nhiều cho Phương Anh Đào vì cô có diễn xuất tốt cùng nhan sắc ấn tượng. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng nét đẹp của Phương Anh Đào chưa đủ sang chảnh để thể hiện được địa vị của nữ chính. Từ trước tới giờ Phương Anh Đào cũng chưa đảm nhận vai nào có gia cảnh giàu có hay con nhà tài phiệt. Ngoài Phương Anh Đào thì một cái tên sáng giá khác được nhiều người đề cử cho vai nữ chính là Ninh Dương Lan Ngọc. Ngoại hình của Ninh Dương Lan Ngọc có thể cân được vai nữ chính cho bản Việt, nhưng nhiều ý kiến khác lại cho rằng giọng của cô rất khó thấm, vừa run vừa the thé. Nếu Việt Nam có làm bản remake và mời Ninh Dương Lan Ngọc vào vai nữ chính thì cần người lồng tiếng thay cho cô. Nam chính là cái tên quen thuộc. Hyun-goo có tài, tốt nghiệp thủ khoa ngành luật nhưng lại không tìm được tiếng nói chung với vợ và còn bị gia đình vợ coi thường. Sau một thời gian dài, anh bị trầm cảm nặng nhưng không dám ly hôn vì sợ bố vợ trả thù. Trong lúc đó, Hyun-goo nhận được tin vợ mắc bệnh hiểm nghèo và chỉ còn có thể ở cạnh anh được 3 tháng. Đến lúc này anh nhận ra mình vẫn còn tình cảm với vợ. Với vai nam chính, sau khi Phương Anh Đào được đề cử cho nữ chính thì nhiều cư dân mạng cũng gọi tên Tuấn Trần cho đủ cặp của Mai. Tuy nhiên có nhiều bình luận phản bác cho rằng diễn xuất cũng như ngoại hình của Tuấn Trần không so được với Kim Si-yoon nên cũng không hợp với vai này. Ngô Kiến Huy là một trong những cái tên được đề cử tiếp theo cho vai nam chính. Sự đề cử này một lần nữa bị phản bác nhanh chóng. Có người còn thẳng thắn bình luận rằng một bên là hàng quảng cáo, một bên là hàng Shopee nhận về. Vai Park Hyun-goo cực kỳ nặng đô vì chuyển biến tâm lý nhân vật khó, đâu đơn giản như mấy bạn nghĩ chỉ khóc và hài. Hài và khóc của ổng trong phim không đoạn nào giống đoạn nào luôn. Nàng dâu út ngoan hiền Chon Da-hee nhưng ủ mưu lập đổ tập đoàn Hong sẽ do ai đảm nhận? Chon Da-hee, Lee Chubin là cô bé từng chung cô nhi viện với Yoon Eun-sung. Sau này cô trở thành nàng dâu út khéo léo, giỏi đối nội đối ngoại, ngoan hiền nhưng lại gây choáng khi là nhân tố khiến Queen's Group lao đao. Nhờ vai phụ này mà tên tuổi của Lee Bo-jin thăng hạng nhanh chóng và nhận về cơn mưa lời khen về khả năng diễn xuất ấn tượng. Vai này được netizen Việt đồng ý trao cho Thúy Ngân. Tuy nhiều người đồng lòng nhưng vẫn lọt một vài ý kiến không thuận theo số đông vì cho rằng diễn xuất của Thúy Ngân không thích hợp với vai nàng dâu út có hình tượng hiền lành nhưng đầy mưu mô.